Dạ thưa mọi người, hôm nay quỹ chúng ta, quỹ học bổng nâng đỡ học sinh nghèo học tốt và quỹ y tế nâng đỡ học sinh nghèo bệnh nặng Rong Bông Đắk Lắk rất là vui khi có một cuộc họp xuyên quốc gia trong cái ban tổ chức chúng ta, những người cầm cân nảy mực, những người quyết định vận mệnh của quỹ của chúng ta đi về đâu. Hôm nay là có một cái buổi họp đầu tiên và cũng khá đầy đủ, mặc dù không có hoàn toàn đầy đủ nhưng mà cũng cũng rất là đáng trân trọng, mà mỗi người họ đều có những công việc rất bận rộn nhưng mà cũng cố gắng dành thời gian. Thành ra Pháp Cẩn trước hết rất là trân trọng sự có mặt hết lòng của các bạn, xin ghi nhận tấm lòng. Trong cái tinh thần Lady First, có lẽ là xin mời một bạn nữ nào đó chia sẻ trước ha. Chúng ta có cô Sương, giờ mình mời cô Sương, cô chia sẻ tâm sự và có những cái điều gì muốn tâm sự. Có thể có một người làm thư ký đi, bạn nào thích làm thư ký viết lại, take note lại những cái ý quan trọng của hôm nay. Thế để con làm cho. À, thương đấy nhỉ. Ok rồi, bạn Dạ thương làm cái đánh thẳng vào trong cái chat của ấy cũng được, hoặc là con viết ra giấy tùy con, không làm sao con làm. Dạ vâng ạ. Rồi cô Sương, mời cô chia sẻ cô về quỹ rồi về những Muốn ấy là muốn cái nội dung cái cuộc họp này nó nói về những cái nội dung gì, chứ bây giờ thì như ví dụ rồi Phương với áo là biết rồi. có những Rồi bạn chưa biết thì thôi được rồi. Bây giờ mình nói về cái hướng đi của chúng ta trong thời gian tới. Bạn Hà cũng cũng vừa mới vào. Chúng ta nói về hướng đi của thời gian tới. Thôi bây giờ Pháp Cẩn nói trước đi, rồi các bạn cứ cứ thế nói sau. Tại vì có một số các bạn cũng không biết nói cái gì. Hà vào nghe được hả con? Mới vào. con nghe rồi, con nghe được rồi, vâng ạ. Tốt tốt. Bây giờ chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thôi thì bây giờ thầy xin phép nói trước là cái quỹ chúng ta thì các bạn cũng biết rồi, mình có hai cái quỹ. Hà nghe rõ Hà nhỉ? Thì chúng ta có hai cái quỹ gọi là quỹ học bổng và quỹ y tế. Thì bây giờ là phần lớn các bạn là chúng ta là từ thiện, là tình nguyện, là mỗi người muốn làm cái phần nào làm, nếu muốn làm hết hai phần thì làm luôn. Còn nếu mà làm không hết thì làm một phần, mà trong một phần chia ra một phần nhỏ thôi. Thì bây giờ quỹ chúng ta trong cái quỹ học bổng ấy, thì bây giờ chúng ta có ba cái gọi là ba cái kế hoạch: kế hoạch 1, kế hoạch 2 và kế hoạch 3. Thì kế hoạch 1 là giúp cho mỗi em 1 triệu đấy, để tặng cho các em ngày học tốt. Thì được rồi, chúng ta tháng rồi ta xét 44 em và đã trao học bổng đi 44 em rồi, có thầy hiệu trưởng đi lên trao rồi, rất là ấm áp và hạnh phúc. Thì các em vừa mới gửi thư cảm ơn đấy, ban tổ chức vừa mới đăng 44 lá thư cảm ơn của các em, trong đó có ghi số tiền các em đã nhận rồi và có để số điện thoại email để cho ai muốn kiểm tra cái sự minh bạch tài chính thì cứ kiểm tra liên lạc trực tiếp với các em, nhưng mà trên tinh thần là chúng ta là cực kỳ minh bạch tài chính và 100% tiền bạc sẽ tới tay các em. Đó là kế hoạch 1. Kế hoạch 1 thì chúng ta đang có khoảng 160 triệu dư, tức là sau khi đã trao 44 em, tức là 44 triệu rồi, thì chúng ta còn dư 160 triệu. Và số tiền này thì mỗi một tháng thì có một số các bạn đóng tiền hàng tháng vào thì nó có tăng lên chậm chậm. Và nếu bạn nào có duyên mình muốn giúp cho cái quỹ này lớn mạnh hơn để đợt tới mình trao tiếp, thì mình cứ tìm cách mình đóng tiền vào, hoặc là mình kêu gọi các bạn bỏ tiền vào cái quỹ này. Đó là cái quỹ gọi là kế hoạch 1. Tất cả tiền bạc thì cô Sương chúng ta đang giữ và người thủ quỹ các bạn cũng biết rồi. Đây là kế hoạch 1. Còn kế hoạch 3 là cái kế hoạch mà trong số 44 em đó, thì có những em là rất là nghèo mà lại học rất tốt nữa, tức là nghèo trong nghèo mà giỏi trong giỏi. Thì chúng ta sẽ có kế hoạch 3. Kế hoạch 3 tức là những em mà chưa đậu đại học đó, tức là các em học đang học lớp 10 hoặc 11. Thì bình thường mỗi em như kế hoạch 1 thì tặng 1 triệu thôi, nhưng mà những em kế hoạch 3 này phải tặng cho 5 hoặc là 10 triệu vì các em quá nghèo đi và học tốt. Thì đây là mời cô Phương, cô chia sẻ kế hoạch 3 và chúng ta đang triển khai tới đâu rồi và những thuận lợi khó khăn như thế nào.
Mời cô Phương. Kế hoạch 3 là mình sẽ tài trợ cho những cái em mà rất là nghèo nhưng mà đang học mới bắt đầu và bước vào cấp 3. Thì mình sẽ không có chỉ là tài trợ cho các em ấy về 1 triệu hoặc là một ít tiền và bỏ các em ấy, các em làm gì làm, mà mình sẽ đi suốt cái chặng đường của cùng các em ấy từ lớp 10 đến hết lớp 12, coi như là mình sẽ nuôi các em đến hết lớp 12 luôn, tại vì nhà các em rất là nghèo. Và mình cũng mong muốn là khi mà một em mà nghèo quá sức như vậy mà lại học vẫn rất là giỏi thì mình sẽ hỗ trợ hết mình để các em có một cái tương lai tốt hơn. Thì một cái package, một cái gói học bổng như vậy cho một em á, một năm thì đâu đó là khoảng 12 triệu, tức là tương đương với 1 triệu một tháng. Thì một cái gói như vậy mình sẽ gửi cho các em ấy vừa tiền gạo, vừa tiền sách, vừa tiền tiêu vặt và hỗ trợ những cái cơ sở vật chất khác. Ngoài ra thì đến năm lớp 11 hoặc là hè năm lớp 11 mình sẽ tổ chức một cái buổi đi tham quan trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình chỉ có thể làm được ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì sẽ có một cái chuyến xe đưa các em ấy qua lên thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày 2 đêm, rồi tham quan một vài trường đại học, đi tham quan một vài nơi để các em ấy biết đây biết đó và đồng thời có cái động lực tốt hơn để mà thi đại học trong năm tiếp theo. Và cái kế hoạch này mình đã kick off cái kế hoạch này rồi. Và trong năm nay thì mình đang nhắm tới là sponsor cho 5 em. Thời gian thì đang dự kiến là sau khi các em ấy kết thúc học kỳ 2, mà trong 5 em này mà vẫn tiếp tục có học sinh giỏi trong học kỳ 2 thì mình sẽ sponsor hết và bắt đầu phát học bổng từ đầu tháng 6. Kế hoạch năm đầu tiên sẽ là chỉ là 5 em thôi, nhưng mà có thể năm tiếp theo mình sẽ coi xem là cân đối về tài chính cũng như là cái số lượng người phù hợp đạt cái tiêu chí của mình để mình nâng lên nữa. Thì đấy là cái kế hoạch 3. Hiện tại thì mình có một tin vui là mình đã có đủ tiền để cho năm đầu tiên rồi, có nghĩa là đạt 60 triệu rồi. Thế thôi ạ. Xin trân trọng, vô cùng trân trọng cô Phương đã hoàn thành xuất sắc cái kế hoạch 3, cái ước mơ của chúng ta là giúp cho các em nghèo trong nghèo và giỏi trong giỏi là có một cái cơ hội tài chính cao hơn và một số cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà có một cái phản biện này mà cô Phương nghe mà phản biện là nó chuyện quan trọng, đúng không cô Phương? Dạ. Khi mình trao đổi thì cho nó thêm cái phần chuẩn hơn. Tại vì mình có một cái ý tưởng nhưng mà đôi khi mình đi vào thực tế thì nó sẽ có một số trục trặc có thể. Thành ra là Pháp Cẩn rất là quý cái chuyện mà các em được đi ra Sài Gòn chơi một cái Sài Gòn hoa lệ để mà biết thành phố cũng như đi thăm các đại học để các em đang lớp 10, lớp 11 đấy. Có những em đang lớp 11 thì chuẩn bị hè lên 12 thì được đi ra Sài Gòn để xem cái đại học nào đó trực tiếp để các em nuôi dưỡng ước mơ vào đại học đó thì rất là tốt. Còn hơn là chỉ có một cái ý niệm trừu tượng ở dưới quê không biết gì. Nhưng mà cô Phương của cô cân nhắc mình là có ý kiến cho rằng thôi, không phải là Pháp Cẩn nói là đối với mình rất là tốt, mình muốn tài trợ tài chính rồi sắp xếp chỗ ăn chỗ ở tiền vé cho các em đi xe rồi ra, nhưng mà nếu như người ta họ dưới quê họ rất là sợ hãi, họ thấy không biết là đem con trai con gái mình đi đâu đây, không biết là như thế nào đây, sợ quá đi. Thành ra là mình cũng cân nhắc thử không biết là mình làm như thế thì người ta có chấp nhận hay không. Thì cô Phương có ý kiến gì không? Dạ, thực ra là con cũng chưa nghĩ đến cái này. Tại vì cũng thiếu hơi thiếu thực tế, chưa làm bao giờ, mới chỉ lên ý tưởng thế thôi. Nhưng mà con nghĩ là các em ấy đã là cấp 3 rồi. Thì mình trong cái quá trình mà trước khi tổ chức đó là mình đã đến nhà các em, mình thăm các em rồi và biết gia đình các em rồi, gặp gỡ gia đình bố mẹ rồi. Thì lúc đó mình sẽ nói trước cái kế hoạch đó thì con nghĩ là chắc cũng không vấn đề gì. Còn nếu mà không nữa thì để cô Sương, chị Sương nhờ chị Sương đứng ra bảo lãnh.
Có gì cô Sương chịu trách nhiệm, tại vì cô Sương đứng là cô giáo của trường. Nhưng thí dụ mà một em nào đó vì lý do gì đó em không đi, thì em nghĩ là học thêm hay cái gì đó thì tiền bạc thì vẫn cấp cho các em bình thường chứ đâu có cắt đi đúng không? Dạ đúng rồi, không có vấn đề gì ạ. Em nào mà vì vấn đề gì đó mà không đi được thì không có vấn đề gì hết. Đây là chỉ là một trong những cái benefit của cái học bổng thôi chứ không phải là một cái bắt buộc. Vâng. Thế nếu như mà trong trường hợp mà trên đường các em đi mình phát sinh mình xảy ra một số cái vấn đề ấy, thì khi đấy thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Ví dụ vấn đề gì? Ví dụ như là ốm đau, tai nạn hoặc là các em mất tích hoặc là như thế nào đấy ấy, tại vì nó thực ra thì em nghĩ là nó là những cái trường hợp hi hữu thôi, nhưng mà mình cũng phải tính đến để mình lường trước được để mình còn có phương án mình giải quyết ấy. Em nghĩ là như thế ạ. Dạ, cảm ơn em. Em thương, thương. À, cảm ơn em thương. À, cái này thực ra là Phương cũng chưa nghĩ tới, cũng thiếu thực tế, cũng chưa nghĩ bao giờ. Thì chắc là sau khi mà có những cái feedback của mọi người ấy thì mình sẽ lên cái kế hoạch nó tốt hơn. Ví dụ như là tai nạn thì chắc là cũng phải mua bảo hiểm gì đấy trong suốt cái quá trình đi, giống như người ta đi du lịch mấy ngày ấy. Vâng. Còn mất tích chắc không. Mất tích chắc chết mình. Đấy, hoặc là đi các em bị tay chân, các em bị một vấn đề gì đấy chẳng hạn, hoặc không may. Cái này là không phải là em nói là gở đâu, nhưng mà cũng có nhiều. Ví dụ như đợt mới đây em đọc là có cái trường hợp là cả một trường đi tham quan, à đâu, đi trải nghiệm ạ, thì cũng bị xe đâm rồi các thứ ấy, thì các em cũng bị ảnh hưởng ấy. Đấy thì mình cũng nên lường trước đến những cái trường hợp như thế để mình còn có cái phương án mình giải quyết, hoặc là mình đưa ra những cái phương án chủ bị để mình giải quyết những cái phương án bất ngờ xảy ra. Dạ. Em nghĩ là như thế ạ. Dạ. Thực ra là nếu muốn các em đi á, là trước tiên là mình phải làm việc về phía gia đình. Nếu như ví dụ cái số lượng các em là ít á, thì mình làm việc trực tiếp với gia đình, còn cái số lượng mà đã nhiều thì phải làm việc với nhà trường. Tại vì khi mà được chấp nhận thì mình mới, như ví dụ mình có đứng ra mình dẫn đi đi nữa thì cũng phải được cái sự chấp nhận. Chứ còn không, như ví dụ chị cũng rất là khó làm việc. Nếu như ví dụ bây giờ mà nói này dẫn các em đi, chị không thông báo gì về phía nhà trường đồ này kia, là có chuyện gì là chị cũng gánh không được. Đấy, còn về khi mà đã đi thì gia đình cũng phải là đồng ý, hoặc là có một cái văn bản gì đấy phải khá là ký vào để các em đi. Đồng ý thì mình cho các em đi trải nghiệm. Còn nếu mà gia đình cảm thấy không ấy thì thôi. Tại vì cái này là không bắt buộc, mà cái trách nhiệm mà thực ra khi nó không có vấn đề gì thì đó là chuyện bình thường. Còn khi mà nó có những cái vấn đề gì, trách nhiệm thực sự là rất là lớn. Đối với như ví dụ bản thân chị mà dẫn đi thì thực sự rất là lớn. Dạ. Yeah. Với cả là thêm một cái nữa, đấy là khi mà mình dẫn các em đi lên tham quan các trường đại học thì em nghĩ là mình cũng nên liên kết với cả những cái trường đại học đấy. Tức là mình có một số cái mình gọi là mình liên kết trước với cả đội tình nguyện chẳng hạn. Tại vì các trường đại học sẽ có những cái câu lạc bộ tình nguyện này, rồi là các câu lạc bộ khoa, sinh viên, trường các thứ, thì mình cũng nên liên kết đến những cái đấy để khi mà mình đến ý, thì mình sẽ đi sâu sát vào thực tế nhất nhất có thể ở trong cái trường đấy, để có thể là chính trực tiếp sinh viên trong trường sẽ hướng dẫn hoặc là sẽ giới thiệu cho các em chẳng hạn, thì cái đấy nó sẽ gần gũi với các em hơn. Đấy là Phương là chưa triển khai cái đó là năm các em học lớp 12 hay là sao? Dạ, tức là cái năm em mà mình sponsor thì mình sẽ cho năm em đó đi thôi, cho nên số lượng không có nhiều. Ý Phương là các em đó sẽ học lớp 12 mới đi hay là sao? Lớp 11 đã đi rồi chị. Lớp 11 đã đi rồi, tức là bây giờ là những các em đó là đang, một số em thì học lớp 10, một số em thì học lớp 11. Vậy thì nếu như ví dụ là em định sao ạ? Dạ đúng rồi, phải năm sau, chứ năm nay thì sớm quá, chưa có chuẩn bị xong. Thì năm sau, ví dụ như năm sau em nào mà đang học lớp 12 thì năm đó các em mới không đi được, tại vì năm đó là các em đang thi rồi. Còn những cái em mà đang học lớp, đang chuẩn bị vào lớp 11 á, hoặc là đang chuẩn bị vào lớp 12 thì các em mới đi được thôi. Thì đó là đang chuẩn bị lớp 12 như là có 3 em thôi. Dạ 3 vâng, em. Có 3 em. Số 3 lượng thì rồi. Cũng không có nhiều. Dạ. Nữ 2 nữ 1 nam thôi. Dạ dạ đúng rồi.
thì số lượng thứ nhất là không có ít, không có nhiều, nên có thể là mình sẽ làm trừ việc trực tiếp với lại gia đình, nhưng mà gia đình sẽ phải ký vào cái giấy giống như chị Sương nói á, thì cái đấy em sẽ bổ sung. Còn ví dụ như Huyền Thương, ý của Huyền Thương cũng rất là hay, nhưng mà để xem thực tế cái mối quan hệ của mình với các trường như thế nào. Ví dụ như là mình chỉ có mối quan hệ với lại một hai trường mà có bạn học đang là kiểu như giảng viên của trường á, thì nhờ bạn ấy giúp đỡ. Chứ còn nói là bây giờ đi liên hệ trực tiếp với lại câu lạc bộ gì rất là khó. Nếu mà đoàn mình nhiều người á thì chắc là phải làm như vậy. Nhưng mà nếu mà chỉ có ba em thôi thì chắc là nó sẽ gói gọn ít hơn. Rồi, bây giờ chúng ta tạm mời bạn có ý kiến. Một chút ạ. Là thế nhỉ. Ở ngoài Hà Nội ấy thì nó có một cái ngày gọi là ngày hội tuyển sinh. Ví dụ như ở Hà Nội vừa ngày hôm qua luôn. Thì rất rất nhiều trường đại học họ sẽ tổ chức tập trung lại một điểm. Thì xong rồi là các bạn học sinh cấp 3 là các bạn thì có thể đến giống như là một cái hội chợ đấy. Thì xong rồi mọi người có thể đến từng quầy, đấy là đại diện của từng trường, người ta sẽ giải đáp thắc mắc là vào trường người ta thì điểm năm ngoái là bao nhiêu, nhu cầu tuyển sinh là bao nhiêu, người ta sẽ tư vấn hết tất cả các ngành, rất là hay. Tức là ví dụ nếu mà kế hoạch của mình sang năm thì có thể mình sẽ tìm hiểu trước cái ngày đấy, xong mình có thể chọn cái ngày đó mình đưa các em, thì rất đúng rồi. Con thấy là cái ý kiến của anh ấy rất là hay, vì là thực tế xuất phát từ cái nhu cầu, mà nếu mà nói ra là nếu mà tổ chức một cái chuyến đi như vậy mà dựa trên cái nhu cầu của các bạn ấy, thì nếu mà để tổ chức đi tham quan Thành phố Hồ Chí Minh hay là một vài trường đại học thì con nghĩ là nó cũng không thấy thiết thực cho lắm. Nếu giả sử như là cái chương trình ngày hội tuyển sinh của thường thường là của Báo Thanh Niên tổ chức, ở cả Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, thì khi đấy mình tổ chức cho các bạn, tức là các bạn không có điều kiện để thuê xe lên trên đấy, hoặc là nhà trường không tổ chức cho các bạn lên trên đấy được, thì chúng ta có thể tổ chức một cái chuyến xe như vậy cho các bạn đi, thì nó có ý nghĩa hơn. Mà nó vào cái hoạt động tổ chức nó sẽ hay hơn là cái việc mình tổ chức giống như là vừa kết hợp cả đi du lịch cả đi tham quan như đấy, con thấy nó không thiết thực cho lắm. Và nói về cái quỹ học bổng dành cho các em sinh viên chuẩn bị vào đại học thì con có thêm một ý kiến ạ. Thì hiện nay thì con đang giảng dạy ở một trường đại học ở ngoài Hà Nội, thì con cũng thấy rằng là có một số bạn sinh viên cũng khá một số bạn sinh viên ở trong Đắk Lắk ra Hà Nội học tập. Ở cái chỗ mà các bạn mà thầy đang nói đến thì con không biết là các bạn có thể ra đây được không, nhưng mà nếu mà có các bạn nào mà có mong muốn ra đây chẳng hạn, thì với bạn, những bạn mà có sức học tốt, học giỏi và có điều kiện thực sự khó khăn, thì con có thể xin học bổng trực tiếp với nhà trường để cho các bạn lấy tối thiểu có thể là giảm được 50% học phí, hoặc những bạn nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có thể giảm nhiều hơn. Cái đấy thì con có thể cam kết được cái vấn đề, nếu mà các bạn nào có nhu cầu ở Hà Nội chẳng hạn. Hay quá, cảm ơn Hưng Anh rất là nhiều. Bây giờ cái kế hoạch 2 thì cũng còn nhiều cái để cân bàn, đúng không cô Phương và các bạn, nhưng mà bây giờ thời gian cũng không có nhiều, là chúng ta sẽ quay lại chuyện đó sau. Bây giờ giống như Hưng Anh là chúng ta quay về cái kế hoạch 2 đi. Kế hoạch 3 cái cô Phương là từ từ mình bàn tiếp với cô Phương. Còn bây giờ mình quay lại kế hoạch 2 đi để chị Thảo, mời chị Thảo chia sẻ kế hoạch 2. Thì các bạn cũng biết là chuẩn bị, tức là nói xin nhắc lại ngắn gọn là chúng ta có 3 kế hoạch. Kế hoạch 1 là mỗi em 1 triệu để giúp cho các em nghèo học tốt. Trong đó thì những em học lớp 10, lớp 11 chưa vào đại học thì rất là nghèo và học lại rất tốt, thì có kế hoạch 3 là cô Phương của sắp xếp và đủ tài chính rồi để giúp cho 5 em. Còn cái kế hoạch 2 tức là kế hoạch những em mà đang học lớp 12 đó, mà rất là nghèo và học rất tốt và chuẩn bị vào đại học, nếu mình không giúp là sẽ không vào đại học được, có thể đi cắt cỏ, đi giũ bò hay đại khái vậy, hoặc là đi học nghề vớ vẩn gì đó, thì chúng ta phải giúp cho các em. Đó là chúng ta sàng lọc cái chuyện công phu xét tuyển rồi không nói, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái là bàn về cái chuyện kế hoạch 2 nó như thế nào, đang triển khai tới đâu. Dạ, xin mời chị Thảo. Xin chào mọi người ạ. Thực ra kế hoạch 2 của mình á, thì có hai phần. Phần thứ nhất là mình đã xác định rồi á, là dành cho em Phi Loan á. Thì cái này mình đang kêu gọi. Thì mục đích của kế hoạch 2 của mình á, là mình sẽ hỗ trợ cho các em học phí và tiền sinh hoạt của một năm đầu đại học, đâu đó khoảng 55 triệu.
Thì em Phi Loan là mình đã bắt đầu từ sau Tết, thì hiện nay thì được khoảng 28 triệu thôi, một nửa thôi. Thì hiện nay thì đang cần mọi người hỗ trợ thêm cho em Phi Loan. Thì đâu đó đến khoảng tháng 5 á, mình sẽ kêu gọi cho em đến tháng 5. Từ tháng 5 thì mình sẽ kêu gọi cho một số em còn lại. Thì hiện nay thì đang có em Quyên, em Thái Thịnh và em Trinh, tức là ba em đang nằm trong danh sách kế hoạch 2 tiếp theo. Thì cái này thì là riêng em Quyên đó thì mình xác định đó là em thực sự cần và rất là tiềm năng rồi. Còn hai em còn lại thì sẽ tùy theo cái mức độ mà mình quyên góp được thì mình sẽ hỗ trợ mức độ nào. Thì cũng cảm ơn cô Sương thì cũng đã gửi thông tin và cũng đi tìm hiểu hoàn cảnh của các em rồi. Thì cái đó bắt đầu từ tháng 5 mình trở đi thì mình sẽ kêu gọi đợt 2 cho các em. Thì tùy theo cái tình hình mà mình có được thì mình sẽ quyết định là sẽ hỗ trợ cho các em đến mức độ nào. Nhưng mà trong đó có một em mà mình thấy rất là phù hợp, đó là em Quyên. Thì đối với cái kế hoạch này thì nó mang tính nó rất là dài hơi, và trong năm đầu tiên thì khá là nhiều, cho nên là cũng rất là nhờ sự giúp đỡ của các anh chị á, để mình kêu gọi nhiều hơn trên những cái cộng đồng để mình có đủ tiền cho các em ít nhất là vào năm nhất. Thực ra cái này á, thì nó hơn cả một cái chi phí học phí, nó gồm có tiền sinh hoạt nữa. Thì ít nhất sống ở Sài Gòn hay Đà Nẵng thì các em cũng phải một tháng là phải từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rồi. Thì đó là cái chi phí mình tính. Các năm sau đó thì trên tinh thần mình khuyến khích cho các em sẽ đi làm thêm một phần để hỗ trợ. Nhưng mà năm đầu tiên để ít nhất là em đã bước chân vào giảng đường đại học. Thì đó là cái nội dung của kế hoạch 2. Là một tháng từ khoảng hỗ trợ cho em từ khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đúng không ạ? Nhưng mà trên tinh thần mình sẽ có cái số tiền từ đầu năm trước khi mà mình confirm cho em là em có đi được đại học hay không, thì một em là khoảng 55 triệu. Tại vì nếu mà mình quyên góp ở along the way, tức là cứ đến đâu làm đến đó, thì cái số tiền của mình em mình sẽ không chủ động được, mà mình trên tinh thần là trước khi các em vào đại học thì mình sẽ có được số tiền này trước một khoản đó, và mình sẽ giải ngân cho các em từ từ theo cái tiến trình học và thời gian học. Thì tiêu chí của mình đó là các em học giỏi, tức là khoảng gần như là 3 năm đại học là học giỏi, 3 năm phổ thông là học giỏi. Nhưng mà hoàn cảnh thì cực kỳ khó khăn. Ví dụ như em Phi Loan mình đang kêu gọi ấy, thì là theo kiểu là gia đình thì cực kỳ khó khăn. Ba thì mất, mẹ thì không có sức lao động, ở nhà thì thuộc diện nghèo. Em tiếp theo em Quyên thì cũng vậy, tức là gần như có thể là có cha hoặc có mẹ, nhưng mà những người này không thực sự là hỗ trợ em. Em ở với ông bà nội, thì là những em thực sự rất là khó khăn và gần như không có cái sự hỗ trợ từ cha mẹ. Các em trong cái kế hoạch 2 là hôm đó có thêm một cái em là em Hà Nội Tơ đó. Thì Thương cũng có đi thực tế rồi á Thảo, thì cũng có nói chỗ thầy pháp cẩn rồi, tức là nếu như ví dụ so ra trong kế hoạch ban đầu Phương Thảo đưa ra bốn em á, thì cái em Hà này so với em Trinh và em Thịnh thì mình thấy là em khó khăn hơn. Cho nên là nếu như ví dụ mà xét về kế hoạch 2 thì mình nghĩ là nên đưa em Hà vào. Còn về phía hai em còn lại thì nếu mà có thì hỗ trợ một chút gì đó, còn nếu không thì hãy để về phía gia đình người ta lo thì chắc cũng lo được. Nếu còn em Hà và Quyên thì em Phi Loan là đã đang trong rồi, thì nếu mà xét về mức độ từ 1 đến 2 đến 3 nữa thì em Loan là vẫn là cái người số 1. Thế thì cũng kế hoạch này cũng đã được triển khai từ sớm rồi. Bây giờ là nếu như ví dụ đưa em Hà vào nữa thì có hai em đó là em Quyên và em Hà, thì cái mức vận động với một cái số tiền như vậy cũng rất là lớn, cho nên là nhờ cũng phải là nhờ sự hỗ trợ của nhiều người, chứ còn không thì nghĩ là không thể nào mà ấy nổi được. Dạ dạ quay lại cái câu hỏi của cô Thương này. Bạn Thương bạn hỏi là một em một năm một tháng 2-3 triệu đúng không? Không phải, một chúng ta hỗ trợ một năm là 55 triệu, có nghĩa là một tháng là các em là được trên dưới 5 triệu đấy.
gần 5 triệu đấy mà thương. Chi phí về tiền học phí nữa chứ không phải là học phí nữa, đúng rồi. Đấy đấy, đấy. Tại vì khi các em học những cái ngành đó là hầu như đều phải đóng học phí. Thì thí dụ như mà nếu mà các em lấy được học bổng khác thì sao? Lấy học bổng khác thì các em sẽ đi trang trải cho chuyện mua chiếc xe hay là mua cái máy tính hay là mua áo một quần cái gì đó. Chúng ta không có đủ sức lo, chúng ta chỉ lo là đại khái là học phí và tiền ăn tiền ở tối thiểu cho một năm thôi. Còn nếu các em lấy được học bổng thêm thì các em làm cái việc khác. Cho nên chúng ta không đủ sức lo, thành ra chúng ta chỉ lo 55 triệu cho các em trong năm đầu thôi. Thương hiểu ha? Dạ vâng ạ. Rồi còn bây giờ chúng ta đại khái là cái nguồn tài chính á, kế hoạch 1 thì tương đối vững vững chắc, chúng ta đã có dư 160 triệu. Còn kế hoạch 2, kế hoạch 3 thì chúng ta, cô Phương của đã tự tin cảm thấy đủ. Thì còn cái kế hoạch 3, kế hoạch 2 thì chúng ta đang khó khăn. Chúng ta cần mọi người giúp đỡ. Tức là chị Thảo là chịu trách nhiệm lớn hơn về cái chuyện này. Thì chị Thảo có quyết định được chưa là chúng ta tổng cộng vận động cho bao nhiêu em trong cái mùa này không chị Thảo? Thực ra thì đây là năm đầu tiên mình thử đó thầy, cho nên nếu mà xét mức độ gọi là cần thiết đó, thì hiện nay là mình đang thấy có 3 bạn, trong đó có 1 bạn mà cô Sương cô mới cập nhật là có 3 bạn, còn 2 bạn còn lại á, thì nói chung là cũng nghèo nhưng mà vẫn còn sự hỗ trợ của cha mẹ, thì đó là tùy theo cái sức của mình thôi, nhưng mà trước mắt thì đang cần là cho 3 người. Thì trong đó là bắt đầu chắc tháng 5, nếu mà mình kết thúc em Loan trong tháng 4 thì tháng 5 là mình bắt đầu cho các bạn còn lại để có thời gian. Cái thông tin của em Loan thì đã có trên cái quỹ của mình rồi đó. Nếu các anh chị trong hội nếu mà cần thêm thông tin gì hoặc là nhờ có thể chia sẻ thêm để có thêm cái sự hỗ trợ cho em Loan, coi như là mình sẽ đạt được mục tiêu đầu tiên, thì sau đó mình sẽ đi cho 2 em còn lại. Dạ đúng vậy, tức là Phúc Cẩn xin nói thêm là chị Thảo đây là từng có tặng 2 triệu cho em Loan ấy rồi, để mà nói chuyện mỗi tháng là chị Thảo nói chuyện động viên rồi tư vấn học tập thêm cho em Loan đấy. Thì cái chương trình gia sư đây của chúng ta đấy thì chị Thảo là người trực tiếp giúp cho chuyện đó. Còn em thứ hai, thành ra là các bạn mà Pháp Cẩn và cô Sương và mọi người cũng mong là những bạn mới là cùng nhau kêu gọi cho em Loan ấy thêm. Pháp Cẩn, cô Sương và chị Thảo đã kêu gọi rồi thì cũng sẽ kêu gọi tiếp, nhưng mà nhờ các bạn kêu gọi thêm, tức các bạn cần thông tin gì thì hỏi thêm Thảo hoặc cô Sương, Pháp Cẩn cũng được. Rồi còn đó là em Loan, chúng ta được 28 triệu rồi, một nửa chặng đường này, chúng ta chỉ cần thêm một nửa nữa là đủ cho em ấy. Thì đó là em còn 2 em kia, thì em Quyên và em Hà. Thì em Quyên thì đang có Thúy An đang tư vấn. Thúy An là vừa mới xin, Thúy An với Đạt là 2 người vừa mới xin hôm nay là xin không có làm trong ban tổ chức nữa, vì không đủ thời gian sắp xếp công việc. Nhưng mà Pháp Cẩn hỏi thì thế có còn tư vấn được cho em ấy học không, thì nó vẫn được. Và Thúy An cũng có cái cao học về dược, và thành ra là có đủ cái khả năng tư vấn. Thì báo cho các bạn biết như vậy. Nhưng mà chúng ta vì bạn ấy không có làm trong ban tổ chức, thành ra là chúng ta cái người tư vấn thì thường mình không có nói người đó giúp tiền, tức là họ thích thì họ giúp thôi. Còn cái người ban tổ chức chúng ta thì sẽ tìm cái cách để vận động tài chính. Thành ra là chúng ta trên tinh thần là nếu được mình vận động thêm cho 2 em đó là em Quyên với lại em Hà, thì đó là cái chương trình của chúng ta. Chúng ta cần đi về hướng này. Các bạn cho ý kiến thêm. Bạn Hà New Zealand. Thầy ơi, con vẫn đang nghĩ đang là xem như thế nào để cho nó hợp lý, bởi vì con vẫn đang lăn tăn về cái việc các em, để mình đảm bảo cho chắc chắn cho các em để vào đại học ấy. Nhưng mà cũng có rất nhiều cách, thế nên là mình không phải là muốn giảm tiền để, bởi vì nhưng mà mình đang rất là khó khăn về vấn đề đó, nên con đang không biết là nghĩ như thế nào để mình có đảm bảo được. Cái thứ hai là khi vào đại học thì bây giờ như các trường, con biết như là có một bạn gì vừa nãy cũng là giảng viên của trường đại học ấy, thì con ngày trước cũng giảng viên bên trường thủy lợi, con biết là các trường có rất nhiều quỹ và có rất tức là có quỹ để cho những người nghèo và học giỏi, đặc biệt những em ở vùng sâu vùng xa như thế này, thì
thì mình sẽ phân bổ cái học bổng đấy như thế nào để cho hợp lý, bởi vì khi mà các em giả sử các em vào đại học các em có học bổng rồi thì mình có thể cho những người khác, thì đó là những cái mà mình phải xem xét làm thế nào để cho nó hợp lý trong cái quỹ học bổng của mình. Như là ngày xưa con đi xin học bổng chẳng hạn, thì trong bổng con xin, thực ra học bổng của chính phủ đi chăng nữa, nhưng mà họ cũng vẫn là bảo là khi mà bạn đang không có một cái học bổng gì thì bạn mới được apply học bổng này. Đấy, thì mình có thể là có một cái điều kiện ràng buộc vào là giả sử như bạn vào đại học và bạn đã xin được cái học bổng này rồi thì tất nhiên là cái học bổng kia sẽ không còn nữa, hoặc là mình sẽ support một phần thôi. Thì con đang nghĩ cái vấn đề đó, chứ còn cái trường hợp hai trường hợp kia là con đang chưa nghĩ được nhiều nha. Con đang nghĩ như thế nào để cái nguồn vốn của, tức là cái mà budget của mình nó được xử lý một cách hợp lý nhất ấy và công bằng nhất cho mọi người ấy. Chứ còn hai trường hợp kia là con đang chưa nghĩ ra. Ra là ở bên ấy cũng có nhiều cái kế hoạch, nhưng mà cái đại khái ở đây là những em ở vùng nông thôn thì các em nó thực sự là cũng chưa bao giờ mà các em được bước ra một cái môi trường khác, cho nên là cái mà tạo một cái nhu cầu ban đầu cho các em thực sự nó là rất quan trọng. Vì là bản thân của mình nghĩ là khi mà các em đã ra đời được một năm thì các em cũng sẽ tự tìm được những cái cơ hội khác. Còn nếu như các em không có cơ hội để bước ra đời thì các em chắc chắn cũng sẽ không tìm được cái cơ hội nào được hết. Cho nên cái mà mục đích ban đầu đó là giúp cho các em trong cái năm đầu để các em có được cái niềm tin, có được cái động lực để chúng ta. Vì có thể là sau đó phải làm việc, chứ còn không làm việc thì không bao giờ mà các em có thể mà học hết 4 năm đại học được. Cho nên là cái ban đầu thì mình giúp thế, sau đó thì có thể là kết nối với bạn mình được này kia để giúp thêm cho các em về việc làm. Chứ còn không ai có thể mà giúp được hết các em 4 năm rồi. Còn về cái chuyện học bổng thì cũng có một số cái học bổng, như ví dụ học bổng tôi cũng đồng ý ý kiến của chị Sương ạ. Tức là các bạn ấy có thể có apply được các học bổng, hoặc là trong trường có thể có học bổng nhà trường, nhưng mà cái việc mà cho các bạn học bổng của cái nâng đỡ học sinh nghèo và vượt khó như mình đang làm ấy là một việc rất là cần thiết. Thì nó là một cái bước khởi đầu cho các bạn. Còn về giả sử sau này các bạn có thể có cái nguồn học bổng từ nhà trường, thì như thầy nói ban đầu thì cái nguồn tiền mình cung cấp thực ra nó không nhiều đâu ạ, nó sẽ chi trả cho những cái hoạt động khác, ví dụ như thầy nói là một cái máy tính sách tay hay là một cái xe đạp, xe máy điện hay gì đấy, thì con nghĩ là cũng hợp lý, không nhất thiết phải đến cái chuyện mà mình bớt cái số tiền cho một cái khác. Khi mà các anh chị đã lựa chọn một số trường hợp để giúp đỡ thì đã qua những bước để thẩm định, thẩm duyệt và xứng đáng. Hết ạ. Trước hết Phương ơi, nghe được không con? Phương nghe được không? Dạ, khúc cuối thì nghe hơi khó, nó bị rồi bây giờ Phương take note dùng cái đi, tại vì em mới có việc em đi rồi. Bây giờ nhờ Phương take note, là tại vì chị Phương đang cái đợt 2, thành ra chị Thảo phải lắng nghe và trao đổi thêm. Nhờ Phương take note thêm. Thì đúng là như vậy, thì chúng ta biết rằng là quỹ một mặt là có một cái người tư vấn một kèm một đó, giống như là chị Thảo đang kèm cho em đó, rồi một người khác để kèm cho cái em khác, thì cái những người đó cũng cố gắng đi kiếm học bổng, đi tư vấn đồ này kia rồi. Tất nhiên là chúng ta cũng cần phải tư vấn thêm cho các em nữa, nhưng mà đại khái là chúng ta cũng đã có một kèm một như vậy rồi. Hơn nữa là thành ra bây giờ cái quan trọng là chúng ta cũng cần một cái số tiền để cho các em. Còn những cái khác thì mình cũng làm chứ, nhưng mà cũng là phụ thôi. Thì được ha. Rồi các bạn trao đổi đi. Còn thì bây giờ mục tiêu chúng ta là khi mà chúng ta đã chọn
trường hợp. Dạ, dạ xin lỗi Hương Anh, xin lỗi Hương Anh, có ý kiến cho rằng là Hương là Anh giúp đỡ rồi, nghe không rõ và được. Cái lượng thống nhất là cái hình thức khoảng cái số tiền có thể giúp đỡ, tức là ví dụ năm. Dạ, xin lỗi Hương Anh là không nghe được, thì không nghe Hương Anh được. Hương Anh ơi, xin lỗi Hương Anh. Là hai trường hợp đấy thì chúng ta cái vấn đề của chúng ta đang là vấn đề mà làm thế nào để thì con đang ở cái nhà con nó hơi gần được. Ừ thôi nhờ Hương Anh đánh ra đi, Hương Anh đánh vào trong cái chat. Không nghe được, đánh vào cái chat đi Hương Anh. Hương Anh viết cái Hương Anh ra cái chat, cái mục chat á. Bây giờ thầy đã nghe được chưa? Bây giờ đã nghe được chưa? À, có khá hơn tí rồi đấy. Vâng, thế thì để con nói lại một chút, thì con cũng là một ý kiến đóng góp để nhằm mình phát triển, có những cái chiều hướng phát triển cái quỹ cũng như là phát triển cái hội nhóm thế ạ. Thì con thấy rằng là nãy con đang nói về cái trường hợp mà mình có nên hạn chế cái tiền hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn có học bổng khác hay không, thì theo con là không nên. Bởi vì khi mà đã chốt là mình đã hỗ trợ các bạn 55 triệu một năm thì mặc dù các bạn có thể có một duy lực quỹ học bổng khác, nhưng cái số tiền đấy sẽ xoay sang một cái số mục đích khác, giống như thầy nói ban đầu, ví dụ như là laptop hay là cái xe máy để đi lại vân vân, mà cái gì thì sinh hoạt khác cũng có thể là hỗ trợ cho gia đình, đấy là việc của bạn xử lý. Nhưng mà cái việc mà mình hỗ trợ ban đầu khi mà bạn ấy vào để mà bạn có điều kiện để vào đại học là cái việc rất cần thiết, nên là con đồng ý với ý kiến mà chúng ta đã đưa ra ngay từ đầu là hỗ trợ như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đã thống nhất được cái việc mà quan điểm đưa ra về cái hình thức hỗ trợ cũng như là đã qua các bước xét duyệt để có được những người xứng đáng được hỗ trợ, thì vấn đề của chúng ta bây giờ nên giải quyết là vấn đề làm thế nào để tăng cái nguồn quỹ. Vâng, mình nên thảo luận vấn đề tăng nguồn quỹ thôi ạ. Còn một số ý kiến khác thì con cũng đồng ý hết ạ. Cảm ơn Hương Anh. Rồi và bạn Hà New Zealand có trao đổi gì thêm đi, hay là Quân khi nãy giờ con nói... thấy là ý kiến của bạn Hưng Anh cũng rất tốt, nhưng mà dựa trên quan điểm của con là đã từng xin học bổng khá là nhiều, và thực ra bởi vì nếu mà mình học nước ngoài và mình là người Việt Nam, mình cũng không thể nào đủ tiền để học nước ngoài, nhưng mà mình sẽ có những cái điều kiện nhất định, bởi vì bạn ấy khi mà bạn ấy giả sử bạn ấy, ngay cả mình cũng thế, mình có nhiều học bổng, mình vẫn release một học bổng ra cơ mà, mình không chấp nhận cả hai học bổng. Vì thế nên là mình chắc chắn là vẫn sẽ cố gắng bằng mọi cách để mà nâng cao, cũng như là không biết dùng increase, nghĩa là mình sẽ cố gắng để cho cái budget học bổng mình sẽ lên. Nhưng mà trong đó mình sẽ có những cái phần shortlisted, nghĩa là ngoài những người official mà được mình công bố ấy, thì mình sẽ có phần solid và có những cái phần gọi là phần bổ sung thêm. Khi các bạn vào học, các bạn đã có những học bổng khác rồi thì sẽ phải nhường cho người khác, chứ làm sao các bạn được nhiều học bổng thế, đúng không ạ? Bởi vì là học bổng thì có hạn, mà thực ra mình muốn cho những người thực sự là mình có thể hỗ trợ. Vì thế nên là con thì con vẫn đồng ý là mình cố gắng quyên góp được thật nhiều càng tốt, nhưng mình sẽ ngoài những cái trường hợp mà mình đã fix rồi ấy, mình sẽ vẫn để một vài cái trường hợp mà gọi là shortlist nhưng mà ở danh sách dự bị. Bởi vì khi các bạn vào học rồi ấy, mình sẽ biết, bởi vì thực ra các trường đại học, con biết ở trường đại học trước khi vào học đã có thể apply được học bổng rồi, nếu trong trường hợp bạn ấy rất tốt, rất nghèo. Thì như thế mà bạn đã được học bổng này rồi thì bạn không nên nhận học bổng kia, như con là con sẽ release. Đó, nên là để làm sao đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người, và con muốn là người nào mà người ta có thực sự người ta đã có học bổng rồi thì sẽ nhường học bổng cho người khác. Còn lại thì tất nhiên tôi không rút học bổng của bạn. Trong trường hợp bạn thực sự khó khăn, bạn giỏi thật và tôi luôn luôn hỗ trợ bạn, chứ không có ai muốn rút học bổng cả. Đó là ý kiến của con. Chứ con hoàn toàn đồng ý, và bây giờ mình cũng sẽ đi vào cái vấn đề là mình làm thế nào để nâng được nguồn học bổng của mình lên. Thì đấy cũng vẫn là cái là quan trọng nhất mà con cũng đang muốn hỏi là mình sẽ chiến dịch như thế nào để mình làm điều đó. Thì con hôm trước con cũng nói chuyện với thầy chùa ở bên này, cũng như là con nói chuyện với chị Quỳnh Anh là ngày xưa là cựu manager của học bổng Úc ấy, thì chị cũng đang muốn là sau khi mà con trao đổi với thầy và họp với mọi người xong ấy, con sẽ gửi cái bản kế hoạch cho chị ý, và sau đó chị em con sẽ thảo luận. Sau đó là con cũng sẽ cố gắng làm thế nào để ít nhất là trong một vài người bạn ở con bên này thì cũng khá là có gọi là có kinh tế,
thì con sẽ cố gắng để nói. Khi mà con discuss với mọi người như thế này thì con đã hiểu được là mình sẽ làm những cái gì và mình thiếu hụt ở cái gì. Thì từ đó con có thể nói với mọi người được cách rõ ràng hơn về kế hoạch của mình cũng như mình thiếu như thế nào. Đấy, thì con cũng sẽ cố gắng ở bên này, ít nhất là bên này. Rồi Facebook cũng sẽ tận dụng ở trên Facebook nữa, gọi là uy tín của mình trên Facebook, anh em bạn bè bên này. Nhưng con thì con sẽ cố gắng hết sức, được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Thì đấy là ý kiến của con thôi. Quý quá Hà, thật tuyệt vời, đúng vậy. Hợp đó nghe, có gì hồi bạn ấy lại sau nha. Ok rồi, cô Sương đi. Yeah. Cảm ơn cô Sương. Rồi bây giờ Pháp Cẩn muốn nghe bạn Quân. Quân chia sẻ khi nãy giờ chưa thấy bạn nói. Đúng rồi, con thì con hiểu chị Hà nói với cả ý của Hưng Anh nói. Thì đúng là sao nhỉ? Con thì con nghĩ là các bạn ý ở trên Đắk Lắk thì có thể là các con thì con chưa hiểu hết ở các trường đại học bây giờ nó đang, các con đi dạy nhưng mà con đang chưa nắm được là các trường đại học nó đang support các sinh viên mới ở mức nào. Con nghĩ là thường thì các bạn mà điểm rất cao thì thường sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn các bạn mà hộ nghèo hay cận nghèo thì con chưa rõ lắm là bên các trường thì họ sẽ support làm sao. Nhưng mà ví dụ như là có một cái học bổng để cho các bạn ý, yên tâm trong cái việc là ban đầu đăng ký đi học thì con nghĩ rất là tốt. Mình nếu mà thực ra con chưa biết là thầy định đi 2 năm, 3 năm hay chỉ 1 năm đầu. Nếu mà chỉ 1 năm đầu thì con nghĩ là nếu mà có giả sử mà 2 học bổng thì con nghĩ chắc cũng không vấn đề gì lớn lắm. Chứ nếu mà mình định là một cái học bổng kéo dài được khoảng 4 năm chẳng hạn thì đúng là các bạn ấy sẽ không nên nhận 2 học bổng để dành cơ hội cho người khác. Nhưng mà nếu mà 1 năm thôi thì nghĩ là nó cũng là cái bước ban đầu ấy. Nếu mà 2 học bổng cũng không vấn đề gì, con nghĩ vậy. Nếu mà 4 năm thì mình nhận câu chuyện khác. Hai nữa là con thấy là những cái học bổng mà dài hơi của mình thì mình nên có thêm cái ràng buộc là cái điều kiện là giữ học bổng. Ví dụ như là với các bạn cấp 3 chẳng hạn thì yêu cầu các bạn là ví dụ như là trung bình phải trên 6.5 hay là trên 7 để giữ học bổng. Hoặc với đại học thì hết học kỳ thứ nhất là các bạn phải được trên 2.5 trên 4 hoặc là trên 2.4 gì đó. Cái đấy là nó sẽ mình sẽ căn cứ theo tình hình thực tế, rồi ít nhất là các bạn phải được ở cái mức điểm trung bình khá. Đấy. Còn đúng là có nghĩa là cái quan trọng bây giờ là mình xem là quỹ mình đang có bao nhiêu mà mình đang có thiếu bao nhiêu. Có nghĩa cái đấy quan trọng hơn. Hay cảm ơn Quân, chị bạn Hà cũng đồng ý với Quân. Đúng là ý kiến của con giống Quân đấy, tức là khi mình nói thì mình nói như thế nhưng mà cũng đang rất muốn là mình sẽ tìm hiểu xem chính xác là mình sẽ thiếu như thế nào, để bởi vì là có con số được như thế cũng như là mình biết được khó khăn như thế nào thì mình mới đi vận động được cho nó tốt được. Đúng. Pháp Cẩn tâm sự thêm một tí. Hai chị Thảo chia sẻ đi Hà. Thảo ơi. Cảm ơn ý kiến của mọi người. Thảo làm rõ một chút hơn. Tức là hiện nay á, mình có khoảng 3 em. Một em thì mục đích là khoảng 55 triệu. Hiện nay chỉ có em đầu tiên là em Loan thì được 28 triệu thôi. Tức là vẫn còn thiếu đâu đó khoảng 130 mấy triệu cho 3 em. Cái mục đích của chúng ta là chúng ta hỗ trợ cái năm đầu tiên học bổng và tiền chi phí sinh hoạt cơ bản trong vòng một năm. Cái mà mình đang cần á, thứ nhất đó là số tiền còn lại để hỗ trợ cho em Loan và hai em khác. Đó là cái thứ nhất. Bằng cách là chúng ta, cái cách mà thức của chúng ta là hiện nay thông tin của em, các em thì cũng có rồi. Mà mình đang trong giai đoạn là kêu gọi cho em Loan trước. Thì cái mà Thảo đang nhờ mọi người giúp đó là với cái networking của mọi người chia sẻ thêm để mình có đầy đủ số tiền. Rồi bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì mình sẽ kêu gọi cho hai em còn lại. Cái thứ hai mình đang cần nữa là đối với em Quyên và em Hòa nữa thì mình đang cần mentor cho hai em đó luôn. Đó. Rồi những cái năm sau đó thì mình hy vọng là thứ nhất là với khả năng của các em, và thông thường nếu các em học tốt ở các trường đại học á,
thì khả năng được miễn phí hoặc là giảm học phí của trường đại học thì khả năng nó rất là cao. Và các em có thể đi làm để có trang trải một số kinh phí. Và cái người mentor đó thì sẽ theo để hỗ trợ các em, và nếu có cái gì khó khăn á thì sẽ chia sẻ lại với quỹ để hỗ trợ các em. Nhưng cái đó là cái nhiệm vụ phụ thôi. Trên tinh thần của mình là từ năm 2 trở đi các em sẽ tự lực là chính. Đó là cái mục tiêu của chúng ta. Tại vì ở trường của mình thì cứ mỗi năm thì có một thế hệ mới, và mình rất khó để mình lo cho các em trong suốt 4 năm đại học. Thì không biết mọi người đã rõ không ạ? Nhưng mà Thảo nghĩ cái cần là mình hãy đặt mục tiêu là mỗi em 55 triệu trước. Sau khi chúng ta đã có tiền rồi thì chúng ta mới quyết định là sẽ cắt hay giảm khi các em có học bổng. Thì nói thật với các anh chị như thế này, các em thì ở Đắk Lắk thì rất là vùng sâu vùng xa, đến Sài Gòn hay đến Đà Nẵng gì cũng là chân ướt chân ráo thôi, cho nên khả năng các em có được học bổng ngay từ học kỳ đầu tiên thì rất là khó. Tại vì thông thường các trường đại học á, thì sau khi học rồi hoạt động đoàn gì đó thì các em có một cái gọi là cái credit ở trường, thì cái khả năng xin miễn giảm học bổng thì lúc đó nó mới có. Chứ năm đầu lên đại học gọi là xoay sở làm quen với Sài Gòn cũng đã khó khăn lắm rồi, tại vì là cũng như không có người thân này, chưa bao giờ ra khỏi cái thị xã của mình hay là cái huyện của mình thì rất khó để mà gọi là năm đầu tiên mà có học bổng này học bổng kia. Thì cũng chia sẻ với anh chị là thực tế là như vậy, và các em ở đây là họ học trên cái sự cố gắng nhất của họ thôi. Ví dụ như là ngoại ngữ các thể loại khác thì các em gần như là không có điều kiện để tiếp xúc. Cho nên vào năm đầu tiên, vào học kỳ đầu tiên mà đi được xin học bổng thì cũng rất là khó. Tại vì để cạnh tranh với mặt bằng của toàn quốc là mọi người có điều kiện học Anh văn thế này, thi hoạt động xã hội như thế kia, thì hoàn toàn những em ở Krông Bông không có. Họ phải đi làm, xong họ đi học phụ cha mẹ công việc ở nhà thì cũng đã hết thời gian rồi, không có thời gian để làm những cái thứ khác, để có một cái hồ sơ rất là hoàn tráng để có học bổng ABCZ thì hiện nay nó rất là khó. Để các anh chị có cái background chung về những cái em mà mình đang hỗ trợ. Cho mình bổ sung thêm một chút xíu từ cái trường hợp của em Kiều Ái Vi, tức là Kiều Ái Vi đã được đã đậu đại học cũng từ trường này, và đã đậu đại học và được xin được học bổng toàn phần của quỹ Cỏ May. Cái học bổng toàn phần này bao gồm là tiền học phí và tiền ở tại ký túc xá và tiền hỗ trợ tiền ăn cho hàng ngày. Tuy nhiên thì cái tiền học phí này á, cái học bổng đó nó không trả trực tiếp cho trường, mà em ấy vẫn phải bỏ tiền túi ra đóng. Sau đó nó sẽ xét cái học bằng điểm cuối kỳ, rồi nó mới cấp sau chuyển khoản lại sao cho em. Có nghĩa rằng kiểu gì thì em cũng phải có một cái số tiền để mà đóng cho học kỳ đầu đấy đã, và cứ thế gối đầu cho tiếp học kỳ 2, tức là đằng nào cũng phải có một số tiền. Chứ trong tay mà không có đồng nào, hoặc là trong tay chỉ có 10 đến 15 triệu là cũng không sống nổi ở Sài Gòn. Thì bà Phương chia sẻ thêm đi. Phương chính là người mà đang tư vấn học tập hàng tháng cho bé Kiều Ivy đang học sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế đó. Thì Phương, chúng ta biết rằng là Phương có tặng cho em ấy một cái máy tính và muốn tặng thêm chiếc xe máy, nhưng mà xe là chưa đủ cái bằng lái xe, chưa đi được. Thì cái vấn đề là em Kiều Ivy giống như Hưng Anh cũng có nói là đôi khi em cũng có thể giúp cho gia đình khi gia đình cần thiết á, thì mẹ của em ấy bị bệnh và nằm ở trong bệnh viện mê man không biết một cái gì nữa trong cái thời gian đó. Tại vì cái hoàn cảnh của em đó là cả hai cha mẹ đều bị bệnh nặng lắm và có giấy tờ của đã chứng minh, thành ra là rất là khó khăn. Thì cũng giống như em Loan bây giờ vậy, không có cha ở với mẹ mà mẹ cũng bị bệnh nặng nữa, thành ra là cái chuyện là kiếm tiền đi chữa bệnh cho mẹ đã vô cùng khó khăn rồi, còn cái chuyện đi học là gần như là quá xa xôi và không có cố gắng nổi nữa. Thành ra là bây giờ chúng ta cũng cố gắng là nếu mà mình có dư một chút nào đó mà các em giúp cho gia đình em một chút nữa, nếu mà có thì cũng không vấn đề gì, giống như Hưng Anh cũng nói vậy. Thì tại vì các em là dạng là quá nghèo khổ, thực ra chúng ta có là khoảng 6 em nhà nghèo học giỏi, nhưng mà vì chúng ta ngắm không thể giúp hết được, chúng ta chỉ giúp được 3-4 em thôi. Thì 3-4 em này cần phải được 55 triệu. Còn lại 2-3 em kia, nếu mà chúng ta dư tiền chúng ta sẽ cấp 50% cho các em kia nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa đủ tiền, chúng ta không dám bàn về cái chuyện đó nữa.
Thật ra thì cái danh sách mà đã chúng ta đã có 6 em rồi và chị Thảo đã nhận rồi và buộc phải 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 tạm thời lờ đi 3 em kia đấy. Yeah. Dạ, thì hoàn cảnh của em Kiều Ivy ấy, nếu như mà anh chị nào chưa biết ấy, thì Kiều Ivy là bố mẹ đều là bị bệnh tâm thần từ khi em ấy còn nhỏ. Thế coi như là không có ai hỗ trợ về mặt tài chính. Nhà nước thì cấp cho được một con bò. Và trước khi em ấy đi học ấy, thì khi mà thi đậu đại học rồi ấy, thì trước khi em ấy đi học thì phải bán một con bê. Tức là vừa mới đẻ được con bê được mấy tháng hay năm gì đó, phải bán con bê đó. Con bê đó bán được khoảng 10 mấy triệu. Thì cái 10 mấy triệu này em ấy phải gửi cho hàng xóm để hàng ngày mẹ em ấy sang lấy tiền của hàng xóm để đi chợ. Tại vì mẹ em ấy bị bệnh, cũng bị bệnh tâm thần nên là cũng không có quản lý được, nên là phải nhờ vả hết người này người kia. Thì khi mà thầy Pháp Cẩn và nhóm cô Sương với thầy Pháp Cẩn có tặng, trao tặng cho em ấy 30 triệu rồi nhỉ? Yeah. Trước khi em đi. Yeah. Thì em ấy, cái tiền mà em ấy chi trả chi phí cho ở đây này, và đóng học phí cho học kỳ 1. Tại vì học phí không thôi ấy là đã là 13 triệu rồi. Em nói là 13 triệu, 13 triệu rưỡi gì rồi. Đó. Trước khi mà cái quỹ học bổng người ta đưa cho em. Rồi ví dụ như học kỳ 2 này là em đã phải đóng học phí rồi, trong khi họ phải đợi cái học bảng điểm của học kỳ 1. Mà bây giờ còn chưa có học kỳ 1 nữa, chưa có bảng điểm nữa, thì chắc phải đến tháng sau, tháng 5 gì đó mới có học, mới có bảng điểm. Thì họ mới xét xong rồi họ mới chuyển tiền. Có nghĩa là em mới nói là khoảng đâu cuối tháng 5, đầu tháng 6 em mới có lại cái số tiền đó. Thì những cái số tiền khoảng hụt đó là phải có tiền dự trữ để chi trả. Song song với cái đó thì gia đình thì cực kỳ là khó khăn. Có đồng nào thì em cũng cố gắng để dành tiền để chữa bệnh cho bố và mẹ. Đấy thì sơ sơ là như vậy. Còn mặc dù là có học bổng toàn phần, có chỗ ở của Cỏ May là ở một cái chỗ ký túc xá, nhưng mà trường, ví dụ như trường kinh tế nó có rất là nhiều địa điểm. Thế nên là tháng này này, hình như tháng này hay tháng sau rồi đó, em ấy phải đi đến từ một cái địa điểm ở Bình Chánh. Có nghĩa rằng là nếu đi xe bus từ ký túc xá của em ấy đến Bình Chánh là hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ một chiều. Chiều về nữa là 3 tiếng. Có nghĩa là một ngày để học được 2 tiết học thể dục ở Bình Chánh, cơ sở Bình Chánh, em ấy phải mất 3 tiếng đồng hồ để đi lại. Thì mình phải chấp nhận cái đó, tức là em ấy phải chấp nhận cái đó, tại vì không có điều kiện giống như những cái em học sinh khác. Thì đây chỉ là một cái trường hợp để nói lên là cái sự khó khăn của từ gia đình những người mà thân của em ấy, rồi những cái khó khăn mà em ấy phải vượt qua trong về mặt tài chính trong cái quá trình đi học và sống ở Sài Gòn, để mọi người hiểu. Và theo như Vi có chia sẻ với lại Phương á, thì một cái suất học bổng như Cỏ May toàn phần như vậy không hề dễ để lấy được. Như trong trường hợp của Vi là một trường hợp cực kỳ đặc biệt, và mặc dù khó khăn như vậy nhưng mà học kỳ 1 em cũng sẽ có khả năng em sẽ đạt được khoảng 8.5 đến 8.6 đại học nha. Mà học kỳ 1 đạt được như vậy là rất là cao, là cực kỳ cố gắng. Còn nếu như mà học mà không giỏi lắm thì hơi hơi thôi, mà gia đình cũng không phải là quá là nghèo như nhà Vi, là cũng không có đạt được, không được cái suất học bổng đấy. Ừ, rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái là thì tức là đi. Bây giờ giải pháp đấy con đang muốn nói đây, bởi vì là con cũng đang muốn nói nhanh lên một chút, vì mình có bàn về cái này thì sẽ rất lâu. Thì mình con nhờ là một bạn nào làm admin, bạn nào mà nắm rất rõ về các trường hợp này đó thầy, cho con xin một bản Word là mình sẽ có những trường hợp như thế này, mình thiếu được như thế này. Tức là khi mà con muốn nói với ai ấy, con sẽ đưa cho họ một cái bản thảo, và con cũng dựa vào cái đó để con đưa lên các trang web mà các cộng đồng anh em bên này. Đúng. Thì là khi mà con soạn thảo thì con chắc chắn là con sẽ không sát sao và cũng không thể hiểu chính xác 100% được. Thì con nhờ là một bạn nào mà admin và bạn nào mà hiểu rất rõ ấy, các trường hợp các em, có thể viết và gửi cho con một cái phần tóm tắt
tên của em như thế này, hoàn cảnh em như thế này, và sau đó là con có thể mình phải vào chiến dịch ngay. Đúng. Là mình sẽ gửi các thông tin đó của các em rồi xin hỗ trợ, bởi vì thực ra deadline của mình sẽ không còn nhiều nữa. Đúng. Nên là con sẽ cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. Thì nhờ là một bạn nào đó hiểu rõ thì làm một cái bản combine word ấy, sau đó gửi cho mọi người. Thực ra ở Việt Nam thì mọi người cũng sẽ vẫn cần bản đó. Đúng. Để có thể đi xin các nhà tài trợ, mà những người mà các bạn biết là những người mà có điều kiện kinh tế chẳng hạn. Đó, xong rồi còn con bên này thì con cũng sẽ vẫn làm, con cũng sẽ kêu gọi cả ở bên Việt Nam nữa, những người mà con biết, và cả bên này nữa. Thì con xin là như thế để cho nó nhanh. Đúng. Chứ nghe nhiều là cũng sẽ lung bung lắm, confused lắm. Hay đó, rồi có gì Thảo sẽ liên lạc với Hà và Thảo gửi qua. Thảo là đang giống như chủ trì kế hoạch 2 và biết về các em rất là tốt. Tất nhiên là chúng ta cần thầy ơi chắc là mình xin email của tất cả mọi người á, bởi vì phải gửi hết tất cả mọi người luôn. Ai có khả năng thì mình cứ tận dụng network kinh mình để xin một lần luôn nhé. Đúng. Thì bây giờ mình sẽ ưu tiên cho em Loan trước nhé. Để cho close cái khay của em Loan thì qua tháng 5 mình sẽ làm tiếp hai em còn lại. Ừ. Khi nào xong em Loan thì làm em còn lại đi. Dạ dạ. Vậy nhờ thầy xin cái email của tất cả mọi người nhé. Tí nữa các bạn nhắn email vào trong cái group chung của chúng ta đấy. Rồi sẽ gửi qua luôn. Rồi bây giờ là đúng rồi, chúng ta cần phải có cái hồ sơ. Thực ra thì Pháp Cẩn có nói với lại Hà là nhờ Hà dịch ra tiếng Anh cái đó. Pháp Cẩn cũng bận quá. Rồi có một cái bạn Pháp Cẩn nhờ đang dịch ra tiếng Pháp thì để bạn ấy cũng kêu gọi bên đó thì cũng đang kết nối vậy đó. Thì chúng ta mỗi người nỗ lực kêu gọi trong cái khả năng của chúng ta để giúp cho các em, đặc biệt là bây giờ kế hoạch 1, kế hoạch 3 là ổn rồi. Bây giờ mình đầu tư vào kế hoạch 2 cho thiệt mạnh. Con thì con chưa cần dịch ngay đâu, bởi vì là con sẽ hỏi cộng đồng Việt Nam bên này trước. Sau đó đối với những người mà mình cần phải dịch bằng tiếng Việt ấy, thì con sẽ xử lý sau. Bởi vì bây giờ sẽ target vào trường hợp cộng đồng của người Việt bên này trước, những người mà có điều kiện để mình xin hỗ trợ trước. Nên là thực ra là con cũng rất bận nên là con cũng chưa dịch được đâu. Nhưng mà con sẽ xử lý những cái gì mình xử lý trước được. Đúng. Được đã. Đúng. Thảo sẽ gửi cho mọi người hai thông tin. Cái thông tin thứ nhất là của em Loan nhé. Xong đồng thời sẽ tóm gọn hai cái case của em, hai em tiếp theo á. Thì mình cũng đang cần mentor cho hai em này. Thì mình sẽ gửi thông tin ngắn hơn một chút. Nhưng mà ý là các anh chị nào có khả năng hoặc là có thời gian hoặc là thấy phù hợp thì cũng vui lòng hỗ trợ bằng cách làm mentor cho các em luôn. Xin nói với Thảo là Pháp Cẩn đã nhờ Thúy An làm mentor cho một em rồi, là em Quyên rồi. Còn bây giờ còn em Hà thôi. Thì chúng ta sẽ kiếm một người trong nhóm chúng ta, nếu mà ai rảnh thì làm luôn một tháng, có thể nửa tiếng đồng hồ, hoặc là cái gần mùa thi thì có thể tháng hai lần gì đó, tùy thỏa thuận với các em trao đổi cái chuyện đó. Còn Quân có ý kiến gì không? Quân có cách nào vận động bên đó không? Con thì cái khoản này thì con đang hơi kém, con chưa tưởng gì. Con đưa lên tường Facebook thôi. Còn Huyền Thương ấy, Huyền Thương nói là có quen một nhóm khá bên đó thì coi thử thế nào. Bây giờ em ấy đi ở bận rồi, có gì mình sẽ trao đổi thêm về cái chuyện đó. Nhưng mà trên tinh thần là mỗi người chúng ta từng tìm những cái cách phù hợp nhất để giúp cho chúng ta có 6 em nhưng buộc phải lờ đi 3 em kia. Còn bây giờ chúng ta đang tập trung vào 3 em thôi. Thì mong đại chúng mình ưu tiên vậy ha. Thầy ơi, tại vì chỉ có email của hai người ở đây thôi á, là chị Hà với lại Hương Anh hả? Hương Anh thôi á, chắc là thầy cho thêm email của những người còn lại. Thảo lưu cái email Pháp Cẩn luôn. Rồi nhờ Tuệ Nhật gửi email luôn, Phương gửi qua luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm việc đó luôn.
À, Pháp Cẩn vừa mới gửi qua cái Facebook của Thảo là email của bạn Hà, nhưng mà Hà này mở ngoặc là Hà Hà Nội cho dễ nhớ, còn Hà kia là New Zealand. Hà New Zealand là vừa mới gửi email qua cho Thảo và chúng ta rồi đó. Được ha? Vâng thầy. Dạ. Thầy nhớ không lộn tên. Các bạn có cái ý kiến, có cái đóng góp gì nữa không? Trao đổi thêm đi. À, trong thời gian này thì tí nữa Pháp Cẩn sẽ gửi cái còn một vài bạn nữa Pháp Cẩn sẽ gửi email cho Thảo sau. Thì vâng ạ. Còn chúng ta nói về cái gọi là quỹ y tế thì hiện tại thì giống như chúng ta làm thì giống như là Phương là thích, là không phải thích nhưng mà lo một phần thôi chứ không có lo tất cả, tức là lo một phần về quỹ kế hoạch 3 thì Phương đang lo cái đó. Chính hơn thì tất nhiên là nếu mà cần thì chúng ta cũng vào, nhưng bây giờ Phương thì thuận lợi hơn rồi. Thì kế hoạch 1 thì chúng ta cũng thuận lợi rồi, còn bằng ra bây giờ chúng ta cần kế hoạch 2 thì chị Thảo đây là lo cái kế hoạch 2 và chúng ta cần hỗ trợ chị. Còn cái bên quỹ y tế thì một cái chuyện khác nữa, tức là hiện tại quỹ thì dư 60 triệu và cũng có những em bệnh thì cũng cấp cho các em tiền chữa rồi này kia. Thì nói chung về tài chính thì cũng không có lo, mình chúng ta còn đang dư. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích làm bên tài chính, bên y tế để vận động, để giúp cho các em chữa bệnh hay đại khái vậy thì cũng làm cho vui. Nhưng đại khái là mình không phải lo chuyện tiền bạc, ít nhất tới bây giờ. Nếu mình kêu gọi vận động thêm thì tốt. Mặc dù cái số tiền dư chúng ta không có nhiều, nhưng mà mình tạm thời là mình cũng không có phải là đang crisis gì. Thông báo vắn tắt các bạn thế. À, đúng rồi, Hà có nói về tổng hợp về cả hai quỹ, về học bổng và y tế, thì Pháp Cẩn có gửi cái PowerPoint bữa trước qua email của Hà rồi đấy, là có hai thông tin của hai quỹ hết. Còn những cái em mà vừa mới cập nhật cái kế hoạch 2 này, là có hai em đó là đang cập nhật, thì Thảo sẽ gửi qua cho Hà luôn để cập nhật thêm, tại vì cái thông tin Pháp Cẩn gửi là nó cũng cũ một đôi tháng trước rồi, nó chưa có cái chuyện đó. Vậy ha, rồi Hà cũng có việc phải đi rồi. Ok, vậy là ổn. Rồi, xin chào Hà. Còn Phương khi nãy giờ có tâm sự gì không Phương? Không thế ơi, tâm sự hết rồi. Ổn không? Ổn, nãy giờ tâm sự hết rồi đấy ạ. Đấy, thì con về con nghiên cứu, nếu mà cái chuyện mà đưa các em trẻ nhỏ quá đi ra thành phố mà khó khăn đó thì mình hạn chế đi, mình nghiên cứu, mình đưa tiền, hay là mình triển khai một cái chương trình là mentor đó. Mình kiếm người mình tư vấn cho các em hàng mỗi tư vấn ngay từ lớp 11, lớp 10 cũng tốt rồi đó con. Dạ dạ. Đấy, thì Tuệ Nhật tư vấn được không? Đủ thời gian không? Ai ạ? Tuệ Nhật ấy, một tháng tư vấn một lần cho các em đang học khối 12 chuẩn bị vào đại học được không? Em tên Hà. Từ năm tới các bạn mới học lớp 12 hả? Không, bây giờ là đang học 12 rồi đấy. Bây giờ chuẩn bị còn vài tháng là thi rồi đấy. À thế ạ? Con nghĩ chắc cũng được. Con thì sang tháng tới thì con bảo vệ. Con nghĩ chắc nếu mà không có thời gian thì chắc một tuần tiếng hoặc gì đó thì chắc cũng được. Được rồi, bây giờ vậy là có Tự Nhật đi. Rồi, Tự Nhật, thầy sẽ kết nối cái em Hà học lớp 12 vào cái kế hoạch 2 của chúng ta với lại Tự Nhật. Như vậy là chúng ta, cái hệ thống của chúng ta đang chạy ổn rồi, là bé Loan là có Thảo, bé Quyên là đang có Thúy An, và bé Hà là có Quân, Tự Nhật, là coi như là chúng ta tương đối. Còn Kiều Ivy thì sẽ do Phương, và bé Châu thì do Liên tư vấn hàng tháng. Kiều Ivy còn có thêm em Trang kia nè. Mọi chuyện ổn ha? Các bạn Tự Nhật góp ý thêm đi. Con thì con thấy là đúng là mình làm
các cái trường hợp mình tài chính mình chưa được dư giả thì mình cứ làm nào mình chắc, và mình hỗ trợ được bạn nào mình hỗ trợ chắc chắn bạn đấy thì là tốt nhất. Nghĩ như mình đang làm thì chắc nghĩ chắc là ổn rồi. Mình không nên không nên cấp học bổng nhiều quá, mình không lo được xong cùng giờ đang ra thì cũng phải. Thực ra chúng ta có cái short list gọi là waiting list đó, là chúng ta đã tính rồi, tức là chúng ta có 6 em một cách, còn 3 là còn lơ, tức là nếu mà lỡ các em này không đậu đại học ở Sài Gòn thì sao, thì cái tiền đó nếu em nó đậu vào Đà Nẵng thì tiền nó sẽ giảm xuống, tại vì cái học ăn ở Sài Gòn nó cao hơn. Còn nếu các em không đậu luôn trường nào thì sao, thì cái tiền đó thì chúng ta sẽ đưa qua cái em waiting list, là tất nhiên là quỹ đã bàn cái chuyện đó trước rồi. Còn giống như là 55 triệu là cái mà gần như tối thiểu rồi, các em không có cái đó là các em không được. Có nhiều em là còn đang đi giữ bò mà, tức là mẹ thì bệnh quá thì coi như là gần như là cần phải có số tiền hơn cái số tiền các em đi học, thì may ra các em giúp được chút cho mẹ thì các em mới đi học nổi, đại khái thế, mình không cắt được đâu. Còn những em kia thì ba em kia thì có thể là 50% hay gì đó, nhưng mà chúng ta chưa tính, chúng ta đang tính cái chuyện này thôi. Mình làm nó mình chắc thì là được. Đúng rồi, làm cho nó chắc. Nói chung thì chúng ta có 4 cái chương trình y tế thì ổn hết cả quỹ, và kế hoạch 1, kế hoạch 3 thì ổn hết rồi, chỉ còn chúng ta tập trung vào kế hoạch 2 mà chúng ta có gần 10 người, mỗi người một ít, dồn sức vào thì chắc cũng ổn thôi. Đúng. Con biết kiến. Thế nha. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Chị Thảo tâm sự lời cuối đi, kế hoạch 2 đi, trưởng ban kế hoạch 2. Thảo chia sẻ một chút xíu là cái việc đậu đại học thì thực ra nó không quá khó, tại vì bây giờ mình không có đi thi nữa mà mình nộp bảng điểm thôi. Thì thực ra là cái hiện tại mà mình đang tư vấn cho các em là khuyến khích các em gửi rất nhiều nguyện vọng. Và mỗi nguyện vọng thì nó sẽ trên nhau 1 đến 2 điểm. Tức là xét từ 1 đến 7 thì kiểu gì cũng đậu đại học thôi. Vấn đề là tại thời điểm đó có thể có cái biến cố thì các em không học đại học thôi. Chứ về cơ bản thì khả năng vào đại học rất là cao. Mình chỉ cần mình nộp đơn ở nhà thôi là cũng có rất là nhiều trường để lựa chọn rồi. Thì khi mà các anh chị làm mentor cho các em thì mình chia sẻ thông tin đó để các em có thể lựa chọn nhiều trường với nhiều cái mức điểm khác nhau. Thì kiểu gì cũng đậu thôi, không khách nào mà không đậu cả. Cho nên chỉ có vấn đề chính là chúng ta kiếm tiền được thật nhiều thôi ạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chung tay. Hy vọng là mình sẽ có đủ tiền cho các em. Thế nha. Phương có phát tâm sự gì nữa không? Dạ không ạ, hôm nay tâm sự nhiều rồi. Ổn nhỉ. Quân, nói gì nữa không? Dạ không. Thế nha. Rồi, thầy cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự hôm nay, rất là vui, ấm áp, và coi như hơn một tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta cùng nhau mình chiến đấu, mình bây giờ mình đương đầu với kế hoạch 2 đi. Cô Phương rảnh kế hoạch 3 tương đối rồi thì dồn sức vào kế hoạch 2 nhá. Không, kế hoạch 3 thì gọi tiếp chứ ạ. Nó mới được 1 năm thôi, phải gọi nữa. Giống như thầy là coi như là kế hoạch 1 bây giờ mình đang hạn chế, mình hạn chế kế hoạch 1 để anh quay về mình chiến với kế hoạch 2 đấy. Thực ra thì thầy cái danh sách mà kêu gọi của thầy bây giờ lên tới 5 đối tượng nữa này. Nó nhiều lắm, nhưng mà mình phải có một cái priority, đúng không? Bây giờ chúng ta phải dồn vào cái chuyện các em vào đại học cái đã. Còn bên quỹ y tế cũng vậy, cũng có vài em phải kêu ngay chứ không là nó gãy chân rồi, bây giờ 3 tuần không đi học được đây nè. Bây giờ chuẩn bị phải kêu mấy cái chuyện đó là mình phải đặt cái mục tiêu là giống như đợt rồi mới kêu gọi cho cái cô bị té vú cây vú sữa phải vào bệnh viện Chợ Rẫy, không kêu là chết ngay đấy. Đại khái thế thì chúng ta cần phải có một cái mức ưu tiên, mà bây giờ chúng ta phải quay về ưu tiên cho kế hoạch 2, hỗ trợ với chị Thảo và chúng ta sẽ thắng, chúng ta cùng nhau đi vui vẻ và hết lòng. Rồi thầy chào ha. Ok thầy. Rồi. Chào thầy. Bài Quân, bài Phương, bài Thảo. Dạ.